Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm được một chú khỉ. Chú khỉ có hình cái quạt như này nha các bạn, trông rất là đáng yêu đúng không? Và hãy cùng mình làm chú khỉ này nhé. Để cùng mình làm được cái chú khỉ này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái scale như này nhé, cùng với một chiếc bút này. Tí nữa mình sẽ vẽ lên cái mặt của chú khỉ nha, cùng với một cái kéo này, hai tờ giấy hình chữ nhật màu xanh lá cây như này, một tờ giấy màu xanh nhạt như này thì mình sẽ làm cái phần mặt của chú khỉ nhé các bạn. Và cái màu trắng này thì sẽ để làm cái phần mắt và phần mũi của chú khỉ nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Đối với hai tờ giấy màu xanh lá cây này thì các bạn sẽ gập nó giống nhau nhé các bạn. Thì đầu tiên là các bạn sẽ gập đôi nó vào như này các mình nhé. Tiếp theo là các bạn sẽ gập đôi nó lên này. Gập đôi nó lên như này. Vút như này. Tiếp theo mình sẽ gập đôi một lần nữa nhé. Gập đôi một lần nữa như này. Vút này. Vuốt này, vuốt thật kỹ để mình có những cái nếp gấp nhé các bạn. Gập lên này, gập nó lên như này các bạn, vuốt như này. Tiếp theo góc bên này cũng thế, các bạn gập nó lên như thế này. Tiếp tục này, vuốt này, vuốt nó xuống như này. Mình sẽ làm tương tự với cái tờ giấy còn lại nhé các bạn. Đây, mình sẽ tương tự với cái tờ giấy xanh còn lại. Mình cũng gập đôi nó vào như này. Sau đó các bạn gập đôi nó vào. Rất đơn giản, chỉ việc gập đôi những cái tờ giấy này và vuốt cho nó xuống như này thôi, để cho nó tạo được những cái đường kẻ thôi nhé các bạn. Đây, gập đôi vào tiếp này, sau đó mở ra, lại tiếp tục gập đôi lên này. Đây như các bạn, gập đôi lên, miết này, vuốt này, cái phần đằng sau cũng thế nhé. Cái phần cạnh còn lại các bạn cũng làm như vậy nhé. Này các bạn vuốt này. Vuốt này, sau đó mình mở ra. Mình mở cái tờ giấy như ra nhé. Mình sẽ gập nó. Mình sẽ gập cái phần là cái tờ giấy này, gập theo cái đường gấp như này, gập lên gập xuống như này nha các bạn. Đây, các bạn sẽ gập nó theo những cái đường này thôi, rất là đơn giản nhé. Gập lên gập xuống này, gập lên gập xuống này. Gập xuống này, sau đó lại gập lên này. Đây nhé các bạn. Đây, gập lên gập xuống này, gập lên gập xuống như này. Rồi, sau đó các bạn sẽ gập đôi nó vào cho mình như này nhé. Gập đôi nó vào. Rồi sau đó mình sẽ dán hai cái này dính vào nhau. Đây, mình đã có được một nửa cái đầu của chú khỉ này rồi nhé. Đây là cái một nửa cái phần đầu này. Tiếp theo cái tờ giấy còn lại thì các bạn làm cũng tương tự như vậy thôi đúng không? Rất đơn giản. Gập lên, tiếp tục gập lên gập xuống như vậy thôi. Đây nhé các bạn, gập lên gập xuống này. Tiếp theo đây mình sẽ phải quay ngược lại như này, vì bên kia nó không đúng chiều gấp của mình nên mình phải gập nó lại như này để mình gấp nha. Rồi tiếp theo cũng gập đôi nó lên, gập đôi nó lên như này. Sau đó dán lại như này nhé các bạn. Đây, sau khi dán được hai cái này tách riêng ra như này rồi thì bắt đầu mình sẽ nối nó lại với nhau. Mình sẽ nối nó lại với nhau bằng cách là dán keo vào một mặt của cái hình này và dán vào một cái mặt của cái hình kia. Sau đó giữ một lúc cho cái keo này nó khô đã nhá. Sau đó mình sẽ sử dụng keo này, mình sẽ dán liền nó lại như này. Đây, nó đã có một cái vòng tròn như này rồi nhé các bạn. Đây chính là cái phần đầu của chú khỉ nha. Tiếp theo mình sẽ làm cái mặt của chú khỉ này nhé. Thì mình sẽ sử dụng cái bút này. Sau đó mình sẽ cân ở đây. Cân đây xong rồi mình sẽ vẽ cái mặt của chú khỉ này. Thì cái chú khỉ này có cái mặt rất là bình thường như này thôi. Đây là cái phần tai nhé. Rồi cái phần mặt nó phình ra một tí như này nhé các bạn. Nó lại lên đây. Sau đó thì bên này cũng sẽ có một cái tai như này. Đây, bên này có một cái tai như này xuống đây. Rồi sau đó nó lại phình ra đây một tí nhé. Mình đang thấy nó chưa được cân thì mình sẽ cho cái này nó nhỏ lại thôi nhé các bạn. Sau cái mặt này nó phình to ra. Rồi sau đó mình sẽ cắt. Mình sẽ cắt nó, sau đó mình vừa cắt mình sẽ vừa chỉnh nhá. Đây này, xuống đây. Sau đó nó sẽ phình ra đây một chút nhé. Rồi tiếp theo là cái phần bên này. Nó cũng sẽ lên đây này. Đây, sau đó nó phình ra một tí như này thôi nhé.
Đây các bạn, các bạn lật ngược lại như này. Đây thì mình sẽ chỉnh lại một tí ở cái mặt bên này nhé. Đây nhé các bạn, chỉnh lại một tí như này trông nó lại giống cái quả lựu quá. Rồi tiếp theo mình sẽ đặt nó vào đây. Đây sẽ là cái mặt của cái chú khỉ này nhé các bạn, nhưng mà mình sẽ chưa dán vào bộ nhé, mà mình sẽ phải vẽ mình sẽ làm cái mắt, cái mũi và cái mồm cho nó đã, để cho nó giống cái chú khỉ hơn nha. Thì mình sẽ cắt cho nó hai cái mắt màu trắng như này nhé các bạn, cắt cho nó hai cái mắt màu trắng như này. Rồi mình sẽ dán vào đây, mình sẽ dán vào phần này, mình sẽ chỉnh lại cái đầu của nó một tí nhé các bạn, nhìn nó trông buồn cười quá. Đây mình sẽ cắt cái phần này bé lại một tí nhé, bé lại một tí như này. Rồi thì cái phần trên này cũng nhỏ lại này, bé lại một tí như này. Rồi sau đó mình sẽ cái mắt này thì nó lại phải thu nhỏ lại một tí để nó phải vừa cái khuôn mặt nhá. Cái mắt này sẽ bé lại một tí này, bé lại một tí như này. Rồi mình sẽ dán lên cái phần cái đầu của nó như này. Đây bé như này là vừa nhé các bạn, bé như này là vừa rồi. Mình sẽ dán vào đây này, tiếp theo mình sẽ dán cái mắt này vào bên này. Ok, sau đó mình sẽ sử dụng cái bút nhé. Mình sẽ sử dụng cái bút này, mình sẽ chấm hai cái chấm đen vào đây, là hai cái mắt của cái chú khỉ này. Sau đó mình sẽ vẽ một cái miệng như này. Rồi sau đó thì mình sẽ cắt hai cái hình tròn màu trắng rất là nhỏ thôi, để mình sẽ làm hai cái kiểu là cái lỗ mũi của cái chú khỉ này các bạn. Đây nhé, rất bé như này thôi. Đấy rồi, cho nó giữ dán đi, các bạn phải dán cẩn thận không là nó sẽ bị dính keo vào tay nha. Đây, cái mũi ở bên này. Tiếp theo, cái mũi bên tí ti ở bên bên trái nhá. Đây, mình sẽ dán nó vào đây. Đây, cái mực của mình nó vừa chưa được khô nên mình đã dán vào nhìn hơn nhem nhem một tí nhé các bạn. Các bạn sẽ dán keo vào đây này. Rồi, dán vào cái phần giữa của cái chú khỉ này. Đây như thế này, đây là cái phần mặt của chú khỉ nhá. Mình sẽ sử dụng nốt cái phần màu xanh và cây nhạt này, thì mình sẽ cắt cho cái chú khỉ này hai cái tay nhá, hai cái tay của chú khỉ này thì hình tròn như này thôi. Đây, hình tròn đơn giản như này thôi, nó sẽ dán vào hai bên, hai cái bên thân của cái chú khỉ này, bên này một cái, bên này một cái, nhưng mà nhìn nó hơi bé thì mình sẽ cắt to hơn ra một tí nữa nhé. Mình sẽ cắt to ra một tí nữa, cắt to nó ra để khi mình dán vào thì nhìn nó còn rõ nhé các bạn. Đây, cắt to như này. Rồi, dán vào đây, dán vào bên này, dán bên này một cái tay này. Tiếp theo, dán bên này một cái tay nữa nhé. Và như vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn cách để làm một cái chú khỉ màu xanh như này. Rất là đáng yêu đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.